Xin chào mọi người, em là Vinh đến từ công ty Nông Long Telecom, chuyên phân phối các thiết bị Polycom. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người về camera mới Mini Eagle Eye của Polycom, sản phẩm mới ra mắt vào quý 3 năm 2018 này. Thì đây là trên tay một sản phẩm mở hộp của Polycom Eagle Eye Mini. Thì camera nó sẽ cắm cổng USB vào máy tính, nó cũng tương tự như các dòng Wacom Logitech C922 hay C930E. Thì chất lượng của nó vẫn là 1080. Thì em sẽ mở hộp thiết bị. Bên trong nó có camera cổng USB, cổng dây cáp kết nối từ cái camera mini vào tới laptop hoặc là PC. Dây nó dài khoảng 1m1, 1m2. Bên trong thì có cái đế để mình kẹp phía sau màn hình TV hoặc là máy tính laptop, nơi mà để vị trí camera thì nó sẽ cong gập như thế này. Thì đây là để giữ. Và bên trong thì có ốc vít để mình bắt vào tường hay là bắt trên phía sau TV cho nó cứng cáp hơn. Đây cũng có một số phụ kiện để mình nhét vào phía sau cái phần đế. Ngoài ra thì còn lại là sách hướng dẫn thôi. Thì bên trong hộp sẽ có camera mini, thì nó kích thước nó to hơn cái con Wacom Logitech tí, nhưng mà nhìn nó có vẻ hiện đại hơn là nó thể gập lên gập xuống. Đây là một cái dock của nó, cái dock USB nối dài, nhìn nó rất là xịn. Thì em sẽ kết nối thử. Đây. Camera mini này nó hoạt động trên phía sau này, nó có một cái logo của Polycom, phía trước thì là lăng kính của nó và phía trên có một cái đèn báo hiệu. Sau đây là cái cảnh setup, em sẽ setup camera này vào máy tính và để bật chạy trên phần mềm luôn. Đây là logo Polycom mà phía nãy lúc nãy nó hơi bị mờ một chút. Thì đây là phía sau của camera mini, phía trên nó có một cái đèn báo hiệu, lúc mà kết nối máy tính thì nó sẽ ra màu xanh, và màu vàng là nó đang bị ngắt kết nối hoặc là kết nối bị fail. Thì phía trước là lăng kính của nó, thì nó cầm rất là nhỏ gọn. Đây là hình ảnh của camera mini được setup lên. Thì đây là chất lượng hình ảnh, khi mà đầy đủ sáng thì da dẻ mình rất là mịn. Thì em ở ngoài xấu lắm nhưng mà bên trong rất là đẹp trai, bởi vì camera nó xịn. Cách setup của camera này cũng cực kỳ đơn giản, là nó sẽ không cần cắm nguồn, chỉ cần cắm cái USB vào máy tính, laptop hoặc là PC mà anh chị sẵn có, và bật cái phần mềm lên, chọn Insert là Mini Eagle Eye, nó sẽ tự động nhận, hoặc nếu mà Win 7 trở lên thì nó auto nó nhận cái sụp camera từ USB vào, thì tiện cho khi mà mình di chuyển hay là những phòng họp nhỏ từ khoảng 5 tới 6 người. Đây là cách mà em kết nối camera mini vào máy tính hoặc là PC thông qua cổng USB. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm Polycom Mini Eagle Eye Camera thì các bạn hãy liên hệ với nămlongtelecom.vn hoặc hotline 0903058877 hoặc là 028 7108 7979, và bấm số 1 để gặp kinh doanh để được tư vấn miễn phí. Tiện thể là ở công ty em có rất nhiều sản phẩm của Polycom, mời anh chị đến xem và trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Thank you.